cho những cái hạng người như vậy. Khi mình vào mình thấy mấy con người như vậy mình đau lòng ghê anh chị các bạn. Họ qua Mỹ mà họ đội thằng Mỹ ở trên đầu, rồi bắt đầu quay về Việt Nam xuyên tạc chống phá đất nước. Nhất là khi họ là những người gọi là con nhà cách mạng. Các bạn biết mình gặp những thành phần như vậy rất là nhiều ở trên không gian mạng. Họ sống, họ không có định hướng được cái cuộc sống của họ. Bởi vậy họ qua được Mỹ ra nước ngoài rồi bắt đầu con người của họ nó bị những cái thứ vật chất á, nó làm cho họ không còn một cái hình ảnh của một cái người Việt Nam. Họ bắt đầu quay về Việt Nam, chút hết những cái cơn giận của họ lên đất nước, lên dân tộc. Mình thấy phải nói là rất là đau lòng những cái con người như vậy. Mình gọi những cái thành phần đó là thành phần phản phúc. Tôi nói chỉ các bạn, tôi là một người ăn nên làm ra, tôi thành đạt ở trên cái đất Mỹ này chưa bao giờ mà tôi coi thằng Mỹ là cái gì ghê gớm lắm. Tôi nói thật đấy, chưa bao giờ. Tôi thấy nó cũng bình thường thôi, nó cũng đâm đầu đâm cổ, nó làm, nó cũng sống, thấy bà cố đó. Tôi thấy nó cũng là một cái dân gọi là di cư đến đất Mỹ này thôi. Ngoại trừ mà cái người Mỹ gốc à, các bạn biết gọi là Native American á, cái người thổ dân người Mỹ gốc à, họ nói á, thì mình không buồn, các bạn biết không? Tại vì cái đất nước này của họ, người da đỏ chứ mà gọi là Native American. Còn ngay cái thằng da trắng, bất cứ da màu khác, nó cũng là những di dân tới đất Mỹ này, nó sinh sống rồi nó đóng thuế, rồi những thành phần mà đủ thứ hết. Mà cái người Việt Nam của mình nó tới Mỹ rồi, nhiều đứa nó lấy được cái quốc tịch Mỹ chèn coi, nó làm giống như nó lên tới thiên đàng ghê. Các bạn thấy mùa này lũ lụt ở đất Mỹ và trên thế giới cũng nhiều nơi biến đổi khí hậu tan hoang chứ đâu phải giỡn đâu, mà hãy Việt Nam xảy ra chuyện gì tụi nó cũng xuyên tạc, nó cuồng thằng Mỹ ghê được chứ. Cái người Việt của mình, tôi nói nhiều khi nói nó mất lòng chứ, nhưng mà phải nói để cho họ thức tỉnh. Nhiều mình thấy đạo, nhiều khi thấy mấy người như vậy phải nói là nó buồn dã man. Tôi nói anh chị các bạn rất là buồn. Tại sao mà mình là người Việt Nam mà mình đi qua xứ người ta, mình cũng ăn nhờ ở đậu xứ người ta thôi, làm chức bà cố chứ có gì đâu mà ghê gớm, mà làm giống như là nước Mỹ của họ vậy. Họ lạ đi chứ. Cái người Việt Nam của mình dở chỗ đó. Các bạn biết dân bản xứ nó khinh lắm, nó khinh những cái hạng người như vậy. Tôi sống tụi Mỹ tôi biết, nó rất là khinh bỉ. Người đó là người Mỹ hay là gì đó. Những bài học lịch sử nước Mỹ nó vẫn còn đó anh chị các bạn. Các bạn biết năm xưa cái người Nhật, khi mà hàng Mỹ và hàng Nhật nó đụng độ nhau, các bạn biết Mỹ nó lùa hết cái dân Nhật vô trại tập trung, và cuộc sống của họ cũng te tua hết. Mà cái người Việt của mình họ chưa có học, họ không có học được những bài học đó. Tôi nghĩ trước sau gì họ cũng sẽ nếm mùi đó thôi. Đấy, gần đây các bạn thấy những cái chuyện mà xảy ra về vấn đề Trung Quốc được, dân châu Á nó đè đầu nó đập, dân Việt Nam nó cũng đập tơi bời ba lá. Các bạn thấy, bởi vì nhiều khi mình thấy buồn cho cái người Việt của mình đi khỏi quê hương đất nước, qua xứ người ta rồi bắt đầu quay về xuyên tạc Việt Nam đủ thứ, lũ lụt thiên tai nó cũng xuyên tạc được, cái gì nó cũng xuyên tạc hết. Thôi là mình like tới đây, mình về tới nhà rồi. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Chàng ơi, sớm cho mở nước mà quên tắt đó.
cái mệt mỏi.